pháp lành là thân của người, trời, giác ngộ của thanh văn, giác ngộ của độc giác, giác ngộ của Phật, đều nương nơi pháp này làm căn bản mà được thành tựu, nên gọi là pháp lành. Pháp lành là pháp thập thiện giúp cho chúng sanh tu đời sau được sanh thân làm người tốt đẹp, hoặc sanh lên cõi trời được sung sướng. Hoặc người hiểu thập thiện rồi tu theo pháp tứ đế thì chứng tứ quả thanh văn. Hoặc người nào hiểu thập thiện rồi tu theo pháp thập nhị nhân duyên thì chứng quả duyên giác. Hoặc người hiểu thập thiện rồi tu theo lục độ vạn hạnh, công phu viên mãn thì chứng quả Phật. Vì vậy nói bồ đề của thanh văn, bồ đề của duyên giác, bồ đề của Phật đều nương nơi pháp này mà được, lấy pháp thập thiện làm gốc. Thập thiện là nền tảng căn bản của đạo Phật, từ quả vị người, trời cho đến thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật đều lập cước trên nền tảng này. Nếu nền tảng căn bản vững mới hội đủ điều kiện để tiến. Ngược lại, nền tảng căn bản không vững thì khó bề thành tựu được những quả vị trên. Pháp này là con đường 10 nghiệp lành. Những gì là 10? Là hằng lìa, dứt sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế và tà kiến. Mười nghiệp lành. Trích kinh Thập Thiện giảng giải, Hòa thượng Thích Thanh Từ. Diễn đọc Tuệ Ngọc Vân Vân. Không sát sanh. Người cư sĩ tại gia mới tu, trước hết là không giết người. Chẳng những tự thân mình không giết người, mà miệng cũng không xúi bảo người giết, và ý cũng không thích vui khi nghe người giết nhau. Quý vị thấy giữ một giới không giết người có dễ không? Thân không giết thì dễ rồi, miệng không bảo người giết cũng có thể giữ được. Nhưng ý không giết thì khó. Vì nếu kẻ đó là người gây cho mình nhiều khổ đau, khi nghe họ chết thì mình cảm thấy vui, đó là ý giết người. Thế nên ý giết người khó tránh. Người nào gây khổ đau cho mình, khi nghe họ bị hại, mình không khởi tâm vui mừng mà lòng cảm thấy thương xót, như thế mới thật là giữ giới không giết người. Đó là nấc thang thứ nhất của người tu. Tu như vậy cũng chưa đủ, vì chỉ được quả đời sau không bị người giết. Thế nên phải tu thêm nữa, là đối với những con vật lớn như trâu, bò, heo, chó cũng không giết. Giới không sát sanh bao hàm tự thu đến tế, tùy khả năng của mỗi người. Có người chỉ giữ được không giết người, người khá hơn thì giữ thêm không giết những con vật lớn như trâu, bò, heo, dê. Đó là tiến được một tầng nữa. Không giết người thì được quả báo đời sau sanh thân người, an ổn không bị người giết. Nếu giữ thêm không giết loài vật thì phước báo thêm lớn, có thể sanh lên cõi trời. Nhưng nghiệp sát vẫn còn đối với những vật nhỏ như gà, vịt, cá, tôm. Vì vậy mà chưa dứt sạch mầm giết hại nên vẫn còn sanh đi tử lại, để đền bù mạng sống của chúng sanh, chớ chưa thoát ly sanh tử. Các vị La Hán Bồ Tát giữ giới sát chẳng những nơi thân nơi miệng mà nơi ý nữa. Các ngài không còn tâm niệm sát hại, từ người đến thú lớn như trâu bò, thú nhỏ như kiến muỗi. Một lòng thương xót và tôn trọng mạng sống của chúng sanh. Nếu thấy người giết, dù là loài vật nhỏ như cá tôm cho đến trùng kiến mà sanh lòng vui thích, thì còn chủng tử sát hại nơi tâm niệm. Như vậy là giữ giới chưa trọn vẹn. Giữ giới trọn vẹn viên mãn chỉ có bậc thánh mới giữ được. Còn hàng phàm phu chúng ta chỉ giữ được phần thô, chứ phần tế chưa giữ nổi. Không trộm cướp.
không trộm cướp, cũng giữ từ thô đến tế. Hàng cư sĩ tại gia giữ giới không trộm cướp là không lấy của người khi chủ nó không cho, cho đến tiền của, súc vật, cây cỏ. Chủ không cho mà tìm cách lừa gạt để thuộc về mình đều gọi là trộm cướp. Không tà hạnh. Người cư sĩ tại gia khi đã có gia đình, chỉ một chồng một vợ, tình cảm không đổi thay, không lan chạ với những người nữ, người nam khác. Còn người xuất gia là phải sống độc thân, giữ phạm hạnh, không được dâm dục. Không nói dối. Nói dối là chuyện có nói không, chuyện không nói có, nói trái với sự thật để mưu cầu quyền thế danh lợi cho mình. Ngược lại, nói đúng với sự thật là không nói dối. Trong giới không nói dối có những trường hợp châm trước, chẳng hạn nói trái với sự thật để cứu người cứu vật thì không phạm. Nói dối đó là vì lòng từ bi làm lợi ích cho người vật, chớ không phải là vì lòng tham. Phật dạy không nói dối mà phải nói lời chân thật. Không nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi là nói chia lìa giữa hai người thân nhau. Ví dụ trong gia đình, hai anh em đang hòa thuận, có người nói với người em: anh chú nói chú là người tham lam, háo danh, háo lợi. Rồi tới người anh nói: em chú nói chú là người điêu ngoa, xảo trá. Hai anh em nghe nói thế, buồn lòng bất hòa nhau, đó là nói hai lưỡi. Trong phạm vi gia đình xã hội thì gọi là nói hai lưỡi, rộng đến quốc gia quốc tế, dùng trong lĩnh vực chính trị thì gọi là nói ly gián. Phật dạy không nên nói hai lưỡi mà phải nói thuận hòa. Không nói lời hung dữ là không nói lời ác như nói thô tục, mắng nhiếc, chửi bới, trù rủa người. Do ác khẩu đưa đến đánh đập, chém giết lẫn nhau, gây đau khổ cho nhau từ gia đình đến xã hội. Vì vậy Phật dạy phải nói lời hiền thiện ôn hòa, hằng xa lìa lời nói ác. Không nói lời trau chuốt. Nói trau chuốt là nói bóng bẩy, ngoa mị không trung thực, nói cốt để lừa bịp người thủ lợi cho mình, hoặc nói để mê hoặc người đi vào dòng tội lỗi. Phật dạy không nên nói trau chuốt, phải tránh xa, mà nên nói lời ngay thật. Không tham dục. Tham dục là ưa thích say mê hưởng thụ năm món dục lạc ở thế gian như tài, sắc, danh, thực, thùy. Tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Ngũ dục tế hơn là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nghĩa là những hình tướng nhan sắc đẹp mà người mê đắm gọi là tham sắc. Những âm thanh êm ái du dương người tham đắm gọi là tham thanh. Những hương thơm người tham đắm gọi là tham hương. Những vị ngon ngọt béo người tham đắm gọi là tham vị. Những xúc chạm êm ái người tham đắm gọi là tham xúc. Vậy năm dục thô hay tế mà người mê đắm gọi là tham dục. Trong năm món đó ít ai tránh khỏi, không kẹt cái này thì cũng kẹt cái kia. Mới nghe nói không tham thấy như dễ, vì thấy rằng tôi đâu có ăn cướp, ăn trộm của ai, tôi giữ được. Nhưng đó chỉ là phần thô của tham tài, còn phần tế thì chưa giữ được. Thế nên giới không tham, chúng ta chỉ dứt được một hai điều, chớ chưa dứt sạch. Nếu dứt sạch là đã vào bậc thánh. Người nào dứt được phần tham thô, còn phần tham tế cũng được làm người trời rồi. Song muốn tu tiến hơn nữa là phải bớt tham,
bắt đầu từ một món cho đến năm món là chứng quả thánh. Không sân giận. Sân nhuế là nóng giận. Đối với cảnh vừa ý sanh lòng vui thích đắm mê, đối với cảnh trái ý, nghịch lòng thì sanh tâm nóng nảy, tức giận. Sân thô thì miệng la lối mắng chửi, tay đánh chân đá. Tế hơn thì miệng không nói, tay chân không hoạt động, nhưng sắc mặt đổi, trong lòng nóng nảy, bực bội. Tế hơn nữa, lòng không bực bội mà không vui, đó là hiện tướng sân từ thô đến tế. Người tu hết sân là khi nào bị mắng chửi hay bị đối xử tệ bạc mà vẫn thản nhiên, lòng không giận không buồn, lại khởi tâm thương cho người mê muội đang tạo tội lỗi. Tâm trạng này chỉ có Phật và Bồ Tát mới thực hiện được. Vậy không sân giận tu tới bao lâu mới hết? Tu đến khi nào người đời đối xử tệ bạc hay mắng chửi, lòng không buồn không giận mà vẫn tươi cười như đang uống nước cam lồ thì chừng đó mới xong. Muốn được như vậy thì từ cái sân thô là miệng la, tay đánh, chân đá phải hạn chế từ từ, không cho tay chân hoạt động mỗi khi nổi nóng, rồi đến miệng không cho nói. Như vậy cấm từ tay, chân, miệng, rồi đến tâm không giận không buồn. Ai đối xử tệ bạc hay mắng chửi vẫn vui cười, tu như thế mới tiến bộ. Không ai dứt một lần được mà phải dứt từ thô đến tế như đã nói. Không tà kiến. Tà kiến là thấy lệch tinh lầm. Sở dĩ thấy lệch tinh lầm là do si mê, thiếu trí tuệ mà ra. Nếu kể thì nhiều vô số. Ở đây tôi chỉ nêu những việc căn bản và những lỗi Phật tử thường vấp phải. Như trước tôi đã đề cập, thường kiến, tức là tin mình có một linh hồn sau khi chết, còn hoài không mất. Và đoạn kiến thì tin rằng thân này do tứ đại hợp thành, sau khi chết, tứ đại tan rã, không còn gì hết. Đó là hai kiến chấp rất nặng của ngoại đạo đưa đến những cuộc khẩu chiến sôi nổi ở Ấn Độ thời Đức Phật. Đây tôi không giải thích nữa, chỉ nói qua những tà kiến mà người Phật tử Việt Nam thường vấp phải. Như có nhiều người đau không uống thuốc, đi cầu Thánh Mẫu, cầu cô cậu, cầu bà Thủy, bà Hóa cho bùa phép uống, đeo để hết bệnh. Hoặc có cây sứ, cây đa bị mối hay kiến đục thành những lằn chữ hay hình người thì cho đó là thần thánh hiện, rủ nhau đến gốc cây, thắp hương vái lạy, nguyện cầu thần thánh ban phước cho được bình an tai qua nạn khỏi. Hoặc trên không trung có cụm mây hay đám khói trắng giống hình người, hình rồng thì cho là Phật, thánh hiện, rủ nhau ra chiêm ngưỡng, đảnh lễ. Đó là những hành động do tà kiến mê tín. Lại nữa, có nhiều người xin xăm, coi tay, bói quẻ. Đó là những nhận định sai lầm tầm thường mà đa số không bỏ được. Chúng ta đã biết Phật dạy do ba nghiệp lành mà sanh cõi người, cõi trời, cũng do ba nghiệp lành mà chứng quả thanh văn, bích chi, Bồ Tát, Phật. Ngược lại, do ba nghiệp dữ mà rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên nhớ không có quả báo tốt hay xấu nào do bối quẻ coi tay tạo ra. Biết sai lầm mà bỏ không được cũng hóa ra tà kiến mê tín. Nghe kinh thì cũng hiểu mà sợ thì chẳng sợ, nên vẫn khổ. Như nghe thầy bói nói năm này tháng này xấu, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng, cúng kiến vái lạy đủ thứ. Đó là chưa có chánh kiến bất động như Phật dạy.